Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng Cú Minh tìm đồ chơi các bạn ơi. Wow, Cú Minh có rất nhiều đồ chơi các bạn ơi. Wow, no, ok. Wow, tôi tìm thấy một chú vịt các bạn ơi, một chú vịt. À, Cú Minh tìm thấy gì đây? Wow, đây là một quả cam rất là ngon các bạn ơi. Wow, tôi tìm thấy một búp bê rồi. Wow, một em bé búp bê rất là xinh đẹp các bạn ơi. Một em bé búp bê đẹp quá các bạn ơi. Wow, tôi tìm thấy chùm nho các bạn ơi. Wow, nhìn đồ chơi. Wow, Cú Minh tìm thấy siêu xe, ok. Wow, bắp bích, ui xôi, mình tìm được bắp bích các bạn ơi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. À, mình bấm 6, ok, lần lại. Bấm này. Ok. Wow, tôi tìm khẩu súng nước này. À, ok, mình tặng của mình khẩu súng. Wow, nhiều đồ chơi quá, wow. Một chiếc xe cảnh sát chở chú vịt. À, giải cứu công chúa Elsa lùi lại. Ok, mời công chúa Elsa lên nào. Wow, ok, nào, đi thôi, Jin, mời công chúa lên xe nào, Jin, wow, tôi tìm thấy một chú chó các bạn ơi, ok, wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi, ôi bên này cũng còn rất nhiều đồ chơi, wow, tôi thấy một con bóng này bạn ơi, có bóng đẹp quá bạn ơi, trời ơi, xe đây, wow, một chiếc xe đẳng cấp các bạn ơi, Jin, ok. Wow, tôi tìm thấy gì đây? À, một chiếc cần câu cá các bạn ơi. Ôi trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Wow, tôm Anasa, tôm hùm các bạn ơi. Wow, xe tải chở cá các bạn ơi. Ôi trời ơi, ôi xe cảnh sát này bạn ơi. Nhìn này, một chiếc xe cảnh sát này. Một chiếc cảnh sát này. Gì? Wow, view. À, tôi tìm thấy một chú gà các bạn ơi. Được rồi, cho chú gà đến đây giải cứu chú gà. Jin, dẹp đường. Jin. Ok. Wow, một quả xoài các bạn ơi. Hôm nay tôi tìm được một quả xoài rất là đẹp. Nhầm. Wow. À, tên đồ hành trình. Bùm. À, cô Minh tìm đến điều khiển đồ chơi các bạn ơi. Wow. À, gì đây? Một anh chàng siêu nhân rất là đẹp trai các bạn ơi. Ôi, xe tăng. Jin. Wow, đẹp. Wow, máy múc nhỏ xinh các bạn ơi. Một chiếc máy múc nhỏ xinh các bạn ơi. Wow, xe gì đây? Wow, bạn ơi, đây là một chiếc xe đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp các bạn ơi. Wow. Ôi trời ơi, xe đây, xe đua các bạn ơi. Wow, xe đạp cấp quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, xe đẹp quá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe zin. Ok. Nắm xe quá các bạn ơi. Wow, con cua bạn ơi, một con cua đẹp quá các bạn ơi. Wow, một con cua. Wow. Doraemon vào đây của mình rồi, ướt mình ơi vào đây. Mình của mình vào đây của mưa của mình ơi, vào đây. Của mình ơi, vào đây của mưa nào. Wow, một con cua màu đỏ. Wow, con cá này bạn ơi. Wow, một chiếc cặp tóc rất là đẹp. Wow, nắm đồ chơi quá các bạn ơi. Wow, một chiếc túi sách các bạn ơi, một chiếc túi sách đẳng cấp các bạn ơi. Wow. À, một chiếc dép. Tôi tìm thấy một chiếc dép nhỏ xinh các bạn ơi. Wow, à, một đôi dép các bạn ơi. Một đôi dép rất là đặc biệt và xinh xắn các bạn ơi. Ok. Wow, xe cảnh sát màu xanh. À, tôi tìm thấy một xe đua bạn ơi. Một siêu xe nhỏ xinh. Được rồi, lên xe nào. Jin, ok. Wow, xe đây bạn ơi. Wow, một chiếc xe bán kem các bạn ơi. Một chiếc xe bán kem rất là xinh xắn các bạn ơi. Thôi hôm nay chúng ta đây nha. Bye bye các bạn nào. Wow, còn một đống đồ chung ngoài sân nữa. Bye bye các bạn nào. Bye bye. Hôm nay của mình nhiều. Ôi, đây chiếc xe ô tô khổng lồ các bạn ơi. Ô tô khổng lồ các bạn ơi. Rất là đẳng cấp các bạn ơi. Rất là đẹp các bạn ơi. Wow, một chiếc xe G63. Một chiếc G63 đang gặp lại. Ok. Wow, G63 đẳng cấp các bạn ơi. Mở được cả cửa đấy các bạn ơi. Wow, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ui trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Jin. Ok, bye bye các bạn nha. Của mình, vào đây ngã nào. Của mình, bye bye.